Bữa nay cả nhà mình cùng làm bấm ruốc nha. Bữa nay không có đủ nhân sự nè, nên là có Sơn Hùng, anh An có Sơn Hùng với chị Ba Thương, mẹ Xuyến ha. Còn Sơn Hà thì anh Yên ẩm đi chơi rồi. Cả nhà mình đang vô mắm. Hiện tại thì mắm này số lượng cũng có hạn ha. Mình bán tại Nam Việt Shop ở 22A Tân Kỳ Tân Quý, phường 15 Tân Bình ha. Hoặc là cả nhà mình có thể gọi điện theo số điện thoại là 090 120 1410. Ơi rồi. Anh em ba Yên bận rồi hả? Bỏ xe ai vô xe hả? Không chịu con đây. Mang xe chạy nè. Xe hả? Hả? Ba Yên bỏ đi rồi phải không? Bữa nay cho các thành viên nhí của Nam Việt tham gia sản xuất ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ Nam Việt Shop rất là nhiều ha. Hẹn gặp lại.